Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Có thể thấy thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ việc có tính chất nghiêm trọng liên quan đến vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng cùng những lùm xùm về thao túng chứng khoán trong thời gian vừa qua. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã có phát biểu đưa ra những nhận định về các vấn đề này. Bài viết trên báo Vietnamnet với tiêu đề các vụ Nguyễn Phương Hằng, thao túng chứng khoán có tính chất thách thức pháp luật. Dẫn lại phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Tòa Nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hoan nghênh và chúc mừng các kết quả mà bốn cơ quan đã đạt được trong thời gian vừa qua. Theo Thường trực Ban Bí thư, Bốn cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu có hiệu quả cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, đảm bảo kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Các cơ quan kịp thời phối hợp tham mưu Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gọi tắt là ban chỉ đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có tính đột phá mạnh mẽ, quyết liệt tạo bước tiến mới trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, không để oan sai, không để lọt tội phạm. Xử lý kịp thời, đồng bộ, vừa nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Nhiều vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ việc tồn động từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực được cho là nhạy cảm đã được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất, xử lý nghiêm minh, cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu, có tác dụng cảnh tỉnh, gian đe, phòng ngừa, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Dẫn lại phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc các cơ quan nội chính. Các cơ quan trong khối nội chính phải thực sự đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp rất chặt chẽ, rất nhịp nhàng và thống nhất với nhau. Trong thực thi nhiệm vụ, phải gương mẫu, rất công tâm, khách quan, có dũng khí, có bản lĩnh xuất phát từ động cơ trong sáng, tình cảm chân thành, đồng chí anh em. Đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết. Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, đây là tư tưởng, quan điểm chỉ đạo quan trọng cho công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính nói chung và giữa bốn cơ quan nói riêng, đề nghị các cơ quan tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan cần tăng cường nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, các chủ trương giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Trước mắt cần tập trung phối hợp nghiên cứu, xây dựng đề án về chiến lược, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Đề án về mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Đề án về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm sai phạm có tính chất thách thức chủ trương pháp luật cũng theo ông Võ Văn Thưởng, bốn cơ quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng và phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, theo đúng tinh thần chỉ đạo của tổng bí thư. Thường trực ban bí thư lưu ý, không bao giờ giải quyết một vấn đề gì dựa trên dư luận xã hội hay chạy theo dư luận xã hội song đối với những vi phạm có tính chất thách thức đường lối của Đảng, nhà nước, thách thức dư luận xã hội và được lãnh đạo các cấp, đặc biệt lãnh đạo chủ chốt có chỉ đạo thì cần phải xử lý khẩn trương, xử lý nghiêm minh và kịp thời. Ông Võ Văn Thưởng nói: Ba vụ việc được xử lý vừa qua có tác dụng xã hội rất tốt, như vụ xử lý nhóm báo sạch, vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ thao túng thị trường chứng khoán. Đó là ba vụ việc sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội và chúng ta có cách xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tính toán, đảm bảo những yếu tố để không gây ảnh hưởng đến các hoạt động cần làm tốt trong thời gian tới. Nhiệm vụ tiếp theo được Thường trực Ban Bí thư lưu ý đối với 4 cơ quan, đó là phối hợp tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án vụ việc có liên quan đến chính trị đối ngoại, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo đúng chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và hướng dẫn 04 của Ban Bí thư. Quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các khó khăn vướng mắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương phối hợp tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động. Cùng với đó, các cơ quan tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương và chính sách ở cơ quan pháp luật, nội chính, nhất là kiểm tra giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính, tư pháp, trong sạch, liêm chính, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Loạt lãnh đạo doanh nghiệp đình đám bị bắt tạm giam Có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn gần đây đã có một loạt các lãnh đạo doanh nghiệp đình đám cũng đã bị bắt để phục vụ điều tra về những tội danh khác nhau. Đáng chú ý trong số đó là Tổng Giám đốc Khu Du lịch Đại Nam Nguyễn Phương Hằng và chủ tịch tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, Nguyễn Phương Hằng. Theo đó vào ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Từ khoảng tháng 3 năm 2021 đến thời điểm trước khi bị bắt tạm giam, phục vụ điều tra Bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream gọi tên nhiều người nổi tiếng. Trong đó, nữ tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam đã sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Chủ tịch tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết. Ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn FLC. Để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết để phục vụ điều tra. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 cũng cho biết đã tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Những hành vi của ông Quyết xảy ra hồi tháng 1 từng gây rúng động dư luận và làm trao đảo thị trường chứng khoán. Cụ thể, ngày 10 tháng 1, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Sau sự việc người đứng đầu tập đoàn FLC bán chui cổ phiếu, thị trường chứng khoán trao đảo, nhà đầu tư liên tục bàn thảo FLC và các cổ phiếu liên quan đến ông Quyết, hàng chục mã cổ phiếu khác cũng bị vạ lầy. Thưa quý vị, với tính chất nghiêm trọng của những vụ việc kể trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt, những hành vi thách thức pháp luật này sẽ nhận những bản án nghiêm minh những thông tin tiếp theo về các vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo